Cũng chào các bạn cũng như là cô chú anh chị đang có ý định là về Nha Trang du lịch và đang mong muốn là tìm cho mình một cái khách sạn 4 sao view đẹp và gần biển, sát biển và trung tâm nhiều tiện ích để chúng ta đi lại ăn uống du lịch vui chơi thoải mái đúng không ạ? Thì hôm nay là Hùng sẽ mời nhà mình đi tham quan một cái khách sạn 4 sao có tên là Alana. Xin nhà mời nhà mình. Anh giới thiệu với nhà mình, đây là khách sạn 4 sao Alana nằm tại mặt tiền đường Trần Quang Khải. Và bên cạnh cái khách sạn Alana chính là khách sạn Vinpearl Hết Phân, mặt tiền đường Trần Phú và đường Trần Quang Khải. Thì từ đây vị trí khách sạn Alana này đi ra biển và đường Trần Phú chỉ có khoảng tầm 5 đến 60 mét thôi. Và vị trí ở đây thì đối diện bên chỗ đường Trần Quang Khải sẽ có một cái quán bar club rất là nổi tiếng ở Nha Trang, đó tên là Silent Club. Thì mình ở đây mình sẽ thích đi bar thì buổi tối mình qua chỗ bar đó chụp hình check in cũng như là uống những đồ uống bên đó rất là đẹp các bạn cũng như là cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay Hùng sẽ mời nhà mình đi tham quan và trải nghiệm tất cả các dịch vụ tiện ích tại khách sạn Alana Nha Trang để chúng ta về Nha Trang có thêm nhiều sự lựa chọn hơn nữa nhé. Nếu nhà mình quan tâm đến là khách sạn và book phòng khách sạn ở Nha Trang thì có thể đăng ký kênh YouTube Hùng Tỷ Phú của Hùng để mình cập nhật được nhiều thông tin ưu đãi hơn ít nhất. Thì mình rất mong được các bạn cũng như là cô chú anh chị ủng hộ. Thì xin mời nhà mình tham quan một phòng khu vực xung quanh ngoài sảnh lễ tân của khách sạn Alana này nhé. Phía trước của chúng ta chính là đường Trần Quang Khải đây cô chú anh chị và các bạn. Đấy, và đi ra biển chỉ bước ra biển chỉ có mất khoảng chưa đầy một phút nữa. Mình đi bộ khoảng tầm 100 đến 150 bước thôi là mình qua tới bờ biển và bãi tắm rồi. Đấy, thì mời nhà mình đi lên tham quan tất cả các loại phòng ở trên khách sạn Alana này và sau đó mình tham quan tất cả các tiện ích ở đây nhé. Các bạn cũng như là cô chú anh chị thân mến, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi trải nghiệm một cái phòng VIP nhất tại khách sạn Alana 4 sao cách biển Trần Phú chỉ có 50 mét thôi. Đây, xin mời nhà mình. Và cái phòng này rộng chỉ có 45 mét vuông thôi. Đó, nhưng mà ở đây là có góc hai góc view biển. Xin mời nhà mình xem. Phòng này là phòng tắm, là bồn tắm đưa lên nằm. Và không gian phòng tắm ở đây rất là rộng, nhìn rất là thoải mái luôn. Và mời nhà mình xem, đứng đây là mình thấy một cái góc view biển nè các bạn cũng như là cô chú anh chị. Thì hôm nay thời tiết ở Nha Trang không có nắng và nhìn xuống dưới kia là mình sẽ thấy được là Silent Club. Đấy, buổi tối là mình sẽ ra trước Silent mình vui chơi giải trí chụp hình check in. Bên Silent có nhiều ánh điện lung linh và lấp lánh lắm các bạn cũng như là cô chú anh chị. Đứng bên đây là một cái góc không gian check in và sống ảo của mình đây. Các bạn nếu mà đam mê sống ảo thì đây là góc tuyệt vời nhất cho các bạn. Đấy, mời nhà mình xem và trải nghiệm nhé. Đấy, mà nhìn thêm qua bên đây là một cái góc nữa này các bạn ơi. Ban công. Đây có cái ban công nè. View City. View này là View City, nhìn hết từ phía nam qua phía bắc thấy hết Nha Trang luôn. Đó, phía xa xa kia là núi Cô Tiên Nha Trang. Đấy, phía xe xe là núi Con Tiên. Đây Hùng sẽ review cho. Đây là một cái phòng với không gian rất là rộng và đẹp luôn. Đấy, cái phòng này là đây là một cái giường chứ. Một cái giường này là dành cho hai người và một trẻ em nhỏ dưới 6 tuổi được miễn phí nha. Dưới 6 tuổi là được miễn phí là cô chú anh chị và các bạn. Đấy, mình sẽ xem một phòng đẹp nhất. Đó, về giá cả thì